Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ban hành kế hoạch phát động mô hình đi chợ giúp dân theo tần suất 3 ngày một lần một hộ gia đình và triển khai trên toàn thành phố. Theo đó, mỗi chi hội phụ nữ vận động tối đa hai tình nguyện viên, một tổ dân phố để tham gia mô hình đi chợ giúp dân, hỗ trợ người dân mua lương thực thực phẩm. Tình nguyện viên có thể là cán bộ, hội viên hội viên hội phụ nữ, nữ đoàn viên thanh niên, nữ công chức, viên chức đang thực hiện giãn cách tại nhà, có xe máy và đã được lấy mẫu xét nghiệm âm tính hoặc đã được tiêm vaccine. Trên cơ sở nhu cầu về lương thực, thực phẩm thiết yếu, các hộ gia đình sẽ gửi phiếu đăng ký mua hàng đến tổ dân phố. Tình nguyện viên sẽ tổng hợp số lượng đơn hàng và đi chợ, mua thực phẩm giúp người dân với tần suất 3 ngày một lần, mỗi ngày đi chợ giúp khoảng 30% hộ gia đình đối với một tổ.